Thời điểm này, dù một tuần đã trôi qua, nhưng nhiều khu dân cư ở trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn bị ngập sâu tới 2 mét. Hàng nghìn hộ dân đang bị cô lập bởi nước lũ. Việc di chuyển vào vùng ngập lụt cũng gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí, họ còn liên tưởng tới trận lũ lịch sử Hà Nội năm 2008 và đã chuẩn bị sẵn tâm thế để sống chung với lụt lội trong thời gian dài. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh trong phóng sự dưới đây do phóng viên VTC14 ghi nhận tại hiện trường để thấy được những khó khăn của người dân sau một tuần sống trong nước lũ. Tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Nam Phương Tiến thì đang ngày càng có những cái diễn biến rất là phức tạp. Dù đã một tuần trôi qua nhưng mà khu vực dân cư vẫn bị ngập sâu hàng mét như thế này. Và việc đi lại sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Để có thể là di chuyển ra phía bên ngoài nhận đồ tiếp tế, lương thực thực phẩm, người dân chỉ còn cách duy nhất là di chuyển bằng thuyền hoặc bằng bè. Tuy nhiên, việc này thì cũng đang gặp vô vàn những khó khăn khi không phải gia đình nào cũng có được những cái phương tiện như vậy. Cuộc sống của họ thì không biết là sẽ như thế nào trong cái điều kiện là nước ngập, điện mất và mọi sinh hoạt thì đều rất thiếu thốn. Gia đình bà Nguyễn Thị Mai đã bị cô lập nhiều ngày nay bởi dòng nước lũ. Nước ngập vào nhà cả mét, điện bị cắt. Bà Mai có tuổi, thị lực kém nên trong những ngày ngập lụt như thế này chỉ dám ngồi quanh chiếc giường. Mọi sinh hoạt, ăn uống đều nhờ cả vào con trai. Bà lo sợ khi di chuyển ra ngoài nếu không để ý có thể gặp sự cố giữa dòng nước lớn. Ngập hết rồi, tôi chả dám đi đâu. Từ hôm mưa này thì cứ ngồi ở trên giường. Lúc nào ấy thì còn lại cho thúng và tận đầy để đi chỉ sợ ngã thôi. Nó cứ bảo rằng là mẹ không được đi đâu mà ngã là không ai biết đâu. Ngập thì mênh mông về nước, với hai nữa sợ nhất là về dịch bệnh, về ngứa ngáy, về kẻ nở các thứ. Buổi tối thì chỉ sợ nhất là đang ngủ có những động vật khác nó bò lên thôi. Nhiều người dân cũng vô cùng lo lắng, bất an khi tình hình ngập lụt ngày càng nghiêm trọng. Theo họ, những ngày trước, nước đã rút bớt tầm 10 cm. Tuy nhiên, sau trận mưa mới đây, ngập lụt lại gia tăng trở lại, khiến người dân trở tay không kịp và luôn sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ. Nước này thì nó chắc chắn ô nhiễm, thì nếu không ấy là bị dịch bệnh. Cái thứ nhất, đơn giản nhất là cái bệnh ngoài da là chắc chắn là bị. Đấy. Nội nhiều là ngâm nước là bệnh ngoài da là bị. Đấy. Mà cái đi lại phương tiện thì nó đấy rất khó khăn. Cái năm nay ấy, thì cái diễn biến phức tạp của thời tiết thì thực sự là quá nhanh. Còn nhanh hơn 2018. 2018 ngày trước ấy. Trước kia thì nó còn diễn biến nó dài hơn. Nhưng mà đúng thực sự là năm nay như năm nay là với 2018 là thực sự là diễn biến phức tạp hơn. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân xã Nam Phương Tiến, đợt mưa lớn xuất hiện trên địa bàn từ ngày 24 tháng 7 và diễn biến thời tiết vô cùng phức tạp so với những năm trước. Chỉ sau một trận mưa đã tràn đê và mức nước đã lên tới 7,42 mét, tràn trên 1 mét so với đê Bùi Hai, thuộc đê bao địa bàn xã Nam Phương Tiến. Mưa lớn khiến 3 thôn Nam Hải, Hạnh Bồ, Nhân Lý và một xóm thuộc thôn Hạnh Côn bị cô lập 100%, với số hộ là 789 hộ và 3.700 nhân khẩu. Mực nước như hiện tại thì chúng tôi đánh giá là năm nay sẽ rất là khó khăn. Có thể địa bàn xã Nam Phương Tiến chúng tôi sẽ bị ngập, người dân sẽ phải chịu khoảng 35 cho đến 40 ngày ngập trong nước như thế này. Trên 700 hộ đã bị ngập hoàn toàn trong nước. Thế và số diện tích hoa màu cũng như là vật nuôi chúng tôi bị thiệt hại, bây giờ chúng tôi có 70 hectare lúa, 135 hectare thủy sản, thế và trên 10 hectare rau màu các loại. Thế và đối với gia cầm thì chúng tôi đang có 108.000 con gia cầm, thủy cầm đang chịu ảnh hưởng trong vùng nước lũ. Tại thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động, nhiều ngôi nhà của người dân cũng ngập trong nước với độ sâu từ 1,8 đến 2,2 mét. Theo người dân, trận ngập lụt năm nay khiến nhiều hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm, thả cá bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí mất trắng. Năm hai lần ngập cũng vất vả, khổ. Suốt đời ở đây chịu khổ. Mong nhà nước nâng cho xóm cái con đường chính đây đi lại cho nó thuận tiện thôi. Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ủy ban nhân dân xã Tốt Động đã huy động 260 người, 300 mét khối đất đá, 5.000 vỏ bao tải để chống tràn đê sông Bùi với tổng chiều dài gần 1 km, đảm bảo an toàn cho khu dân cư. Mực nước chỗ sâu nhất hiện tại giờ khoảng độ 2 mét và tổng số dân của cái thôn này, tổng số hộ là 109 hộ và tổng số khẩu là trên 600 khẩu. Đi lại của người dân hiện nay thì rất là khó khăn bởi vì nước là sâu và toàn bộ các tuyến đường trong thôn là đã bị ngập. Bà con di chuyển và đi mua nhu yếu phẩm là đa số bằng thuyền.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, tính đến chiều ngày 30 tháng 7, ngoài Nam Phương Tiến, hiện có 11 xã với 24 thôn, xóm trên địa bàn bị ngập. Trong đó, số hộ bị ngập từ 0,5 đến 2 mét là gần 1.500 hộ. Số nhân khẩu bị ngập cần cứu trợ là 5.300. Số nhân khẩu bị ngập phải sơ tán là 3.700. Mưa lũ cũng làm 850 mét chiều dài kênh mương bị hư hỏng. 6.300 mét đoạn đê bị ngập ảnh hưởng tới người dân thuộc địa bàn 12 xã. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã phải huy động mọi nguồn lực, phương tiện để vận chuyển, tiếp tế những nhu yếu phẩm chuyển tới tay người dân vùng bị cô lập, giúp họ từng bước vượt qua khó khăn để sống chung với mưa lũ được dự báo còn kéo dài. Sáng ngày 30 tháng 7, kho vải rộng hàng trăm mét vuông tại hẻm số 62 thuộc đường số 19, phường Bình Hưng Hòa A, thuộc quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ bốc cháy. Và thấy hỏa hoạn, nhiều người bên trong kho vải đã tháo chạy ra ngoài. Theo đó, người dân xung quanh cũng đã dùng bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận Bình Tân đã điều động phương tiện cùng với nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Tại hiện trường, đám cháy tỏa ra khói, nhiều người dân sống trong hẻm tháo chạy ra ngoài để đảm bảo an toàn. Một số người khác xung quanh cố di rời tài sản ra bên ngoài. Và để tiếp cận đám cháy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải leo lên mái nhà dân, dùng vòi rồng xịt nước vào đám cháy nhằm chống cháy lan. Đến trưa ngày 30 tháng 7, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Vụ cháy may mắn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thống kê thiệt hại từ vụ cháy. Thưa quý vị, vụ tai nạn hầm lò đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty than Hòn Gai TKV Quảng Ninh khiến 5 công nhân tử vong vào khuya ngày 29 tháng 7. Được biết, trong lúc nhóm công nhân đang làm việc thì than đất đá trong hầm lò bất ngờ tụt lở rồi vùi lấp 5 công nhân, khiến những người này thiệt mạng. Vào thời điểm này, thành phố Hạ Long có mưa lớn kéo dài, gây hiện tượng ngập úng, sạt lở ở một số khu vực. Và đến chiều ngày 30 tháng 7, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn. Ghi nhận nhanh của nhóm phóng viên VTC14 có mặt tại hiện trường. Đây là khu vực cửa hầm lò nơi xảy ra vụ tai nạn. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 10 phút tối ngày 29 tháng 7 tại lò chợ trống bằng giá thủy lực mức âm 110 vỉa 12 thuộc dự án khai thác hầm lò phần mở rộng mỏ suối lại giai đoạn 1, công ty than Hòn Gai TKV. Nhóm công nhân gồm 5 người đang trong quá trình làm việc thì than đất đá trong hầm lò bất ngờ tụt lở rồi vùi lấp cả 5 người. Khi mà nhận được tin báo ấy, thì tỉnh đã chỉ đạo là thành lập đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh. Và ở đây thì có đoàn điều tra tai nạn lao động của tỉnh, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh để tiến hành điều tra vụ tai nạn này. Và vụ tai nạn này thì chúng tôi đã thực hiện theo các cái trình tự thủ tục là đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi, thu thập các cái lời khai, thu thập những cái tài liệu có liên quan và lời khai của những cái người làm việc cùng. Theo nhận định ban đầu, tại công trường khai thác thời gian qua, thời tiết mưa nhiều, thẩm thấu nhiều ngày khiến đất đá bất ngờ tụt xuống. Còn theo đại diện công ty than Hòn Gai TKV thì tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các quy trình an toàn lao động tại đây vẫn thực hiện theo đúng quy định. Việc mà kiểm soát toàn bộ nước trong vực lò chợ này cũng được tập đoàn chỉ đạo rất là kiên quyết. Hàng năm là chúng tôi đang tổ chức khoan thăm dò rất nhiều mét khoan để khoan tháo nước. Nhưng mà cái khu vực nào chứa nước thì chúng tôi kiểm soát được, chúng tôi khoan trước gương, khoan trên nóc để kiểm soát một cách tối đa những cái vị trí chúng tôi có thể kiểm soát được. Nhưng đấy là với nước, còn đối với cái việc mà đất đá ẩm này thì cũng không có, rất khó để mà thăm dò, để mà đánh giá được toàn bộ ở trong khu vực khai thác. Và khi kiểm tra lò chợ ở đây thì hiện tại hiện trạng lò chợ thì vẫn đảm bảo theo các cái yêu cầu kỹ thuật. Tuy nhiên ấy, thì từ vì số 20 đến vì số 30 thì than ẩm ở phía luồng phá hỏa tràn vào trong lò chợ dẫn đến cái vụ tai nạn xảy ra.
Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn hầm lò tại công ty than Hòn Gai TKV Quảng Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả và có biện pháp ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn tương tự. Cũng trong ngày hôm nay 30 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo các bộ cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn và kịp thời động viên chia buồn đến gia đình, thân nhân người bị nạn. Với tình thế mà cái biến đổi khí hậu mưa kiểu này thì có thể nâng cấp cái mức độ an toàn lên. Và những khu vực nào mà chúng ta dự báo nó có nguy cơ cao thì có thể nghiên cứu cái ý mà đồng chí Huy Chủ tịch nói, chúng ta tạm thời ngừng một thời gian. Với một nguyên tắc là tuyệt đối không để xảy ra một vụ tương tự như thế này, với cái nguyên nhân tương tự như thế này là không chấp nhận được. Bởi vì việc này mình đã biết mà mình để nó tái diễn cũng giống như cái nguyên nhân mà hôm nay chúng ta phải gánh chịu là các đồng chí phải có trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm về việc này. Trước mắt, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Công đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Công ty Than Hòn Gai TKV hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong số tiền 140 triệu đồng một nạn nhân, đồng thời giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thu xếp các chi phí hậu sự cho công nhân và hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong. Thưa quý vị, ho gà là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Tại thành phố Hà Nội, số ca mắc ho gà đang có xu hướng gia tăng. Vì tính riêng trong tháng 7, có khoảng 400 trẻ mắc bệnh ho gà được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Số ca mắc đã gấp 10 lần tổng cộng 4 tháng đầu năm. Trong số các bệnh nhân mắc ho gà điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phần lớn là các bệnh nhi dưới 1 tuổi chưa tiêm phòng hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng bệnh. Sở Y tế Hà Nội đánh giá số lượng bệnh nhân ho gà đang gia tăng. Và trong tuần qua, thành phố cũng ghi nhận thêm 7 ca ho gà mới, nâng số ca lên 200 ca kể từ đầu năm đến nay, phân bố ở 29 huyện, thị xã, trong khi ở cùng kỳ năm ngoái thì không có ca bệnh. Lý giải về nguyên nhân, các chuyên gia cho rằng mầm bệnh ho gà đang lưu hành trong cộng đồng. Cùng với thời tiết miền Bắc đang mưa, ẩm, thuận lợi cho virus vi khuẩn phát triển, truyền nhiễm. Đặc biệt tỷ lệ tiêm chủng ho gà đã giảm do việc khan hiếm vaccine trong thời gian vừa qua. Thường thì trẻ em trước độ tuổi tiêm chủng có miễn dịch phòng bệnh ho gà từ mẹ. Tuy nhiên, do miễn dịch cộng đồng lại suy giảm, nhiều bà mẹ lại không được tiêm đủ mũi nên khả năng chống chọi bệnh ở trẻ cũng giảm theo. Ngoài ra, bệnh viện cũng ghi nhận một vài ca lớn tuổi dù đã tiêm phòng đủ các mũi cơ bản nhưng vẫn bị mắc ho gà do chưa được tiêm mũi nhắc lại.